cái gì mà biết không? Con có biết vẽ con chuột không? Ông thích được hả? Ông nội tuổi con chuột. Mà con biết vẽ con chuột được không? Rồi. Giờ ông vẽ con chuột đi. Con chuột đọc sách cho con. Được. Con chuột nó thích đọc sách mà. Có mắt chín không? Có luôn. Màu gray đâu? Con biết con chuột màu gì? Chuột màu xám. Dạ không ngờ tụi anh biết vẽ hả? Con gì tụi anh cũng biết vẽ ta. Do không phải con cá mập. À. Ông nội sẽ vui lắm á. Tụi anh tặng ông nội con chuột này, ông nội vui lắm á. Ông nội happy sao? Yes, ông nội rất là happy khi tụi anh tặng quà. Chuột đuôi sao vậy? Cái đuôi nó giống như gì vậy? Con tưởng tượng ra đi. Con có thấy con chuột lần nào chưa? Con biết con chuột. Con chuột nó thích ăn cái gì con? Phô mai. Phô mai à? Sao bà biết ông nội tuổi con chuột giống Will chú Tư? Đúng rồi. Ông nội lớn hơn Will 60 tuổi là ông nội con chuột, Will cũng con chuột, chú Tư cũng con chuột. Ủa sao Tú Anh biết? Chú Tư con chuột. Đây là chuỗi con khỉ hả? Đúng rồi, sao biết hay vậy? Con cũng là tuổi con khỉ mà. Đúng rồi. Con tưởng bà nội là tuổi con già. Con không có dầm mắt không? Sao vậy? Dầm con chuột chấm mắt. Trời. Gì? Con chuột nhắm mắt sao nó đọc sách? Con không có, con già con chuột ngủ. Trời. Con làm chuột ngủ à? Đúng rồi. Cái gì? Con chuột ngủ. Tôi anh làm chuột ngủ. Ông nội nó không có thích ngủ hả? Không, ông nội thích đọc sách. Ông sao? Tôi anh già. Ông nội không thích ngủ đâu, ông nội thích đọc sách thôi à. Thôi tôi anh muốn vẽ gì cũng được. Trời ơi, nó ngủ nó thở nè. Thấy già. Đúng không? Chuột này ngủ dữ quá. Con vẽ cái đó là cái gì vậy? Gối. Gối à? Cái gì cho nó nằm à? À. Bà đã không hiểu gì gối vậy gì vậy? Nó không cần mình. Quê của chuột còn cần mình không? Cần chứ sao không cần. Chứ không phải nó lạnh đâu. Lạnh giống cái chân giống như tụi anh đó. Ông quê bà nói biết ông nội phe khơi dù vậy gì không? Phe là gì? Phe khơi của ông nội bà nói. À, phe về color của ông nội hả? Là cái màu nào mà ông nội thích nhất hả? Đúng rồi. Ông nội thích nhất là màu vàng. Bà nó biết. Khi nào con xong là mình đi nha. Ok, xong rồi. Hoa.
cách ra viết chữ D đây. Wow, đẹp quá. Ủa, không ký Tú Anh đây hả? À?